Kính chào quý vị và các bạn đang đến với điểm tin về virus viêm phổi Vũ Hán ngày hôm nay của hành trình tương lai. Trước tiên chúng ta sẽ cùng đến với tin tức trong nước. Sáng ngày 30 tháng 3, Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cho biết 27 bệnh nhân đang điều trị viêm phổi Vũ Hán tại bệnh viện đã khỏi bệnh, trong đó có bệnh nhân số 17, bệnh nhân đầu tiên được ghi nhận ở Hà Nội. Tính đến 7 giờ ngày 30 tháng 3, Bệnh viện Bạch Mai đã ghi nhận 26 người nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán trong các ca dương tính ở Bệnh viện Bạch Mai, chia làm 3 nhóm liên quan đến công ty trường sinh gồm có 15 người, liên quan đến hai y tá và nhóm liên quan đến khoa thần kinh. Nói về tình hình ở Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Trung cho biết diễn biến dịch tại đây đang hết sức phức tạp. Ông nói thêm rằng hiện Bộ Y tế mới công bố 26 ca nhiễm, nhưng thực chất tôi biết có trên chục ca nữa chuẩn bị công bố. Và trong đêm 28 tháng 3, quân đội đã hỗ trợ Bệnh viện Bạch Mai dựng một bệnh viện giã chiến trong khuôn viên bệnh viện. Đây là một kịch bản dự phòng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai, tại khu đô thị Thanh Hà, Thanh Oai có hai trường hợp dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán lần thứ nhất. Hai bệnh nhân này là vợ chồng có tiền sử đi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 12 tháng 3. Người chồng hiện tại có ho, tỉnh táo và không sốt. Người vợ hiện tại có ho và sốt. Trong 198 người liên quan đến quán ba Buda đã được lấy mẫu, hiện đã có 143 mẫu âm tính, số còn lại đang đợi kết quả. Đà Nẵng chính thức tạm dừng việc thăm bệnh nhân đang điều trị nội trú tại các bệnh viện từ 0 giờ ngày 30 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 trừ người trực tiếp chăm sóc người bệnh. Sau đây sẽ là một vài thông tin về những ca nhiễm mới. Ca số 189 là một bệnh nhân nữ, 46 tuổi, địa chỉ ở Nông Cống, Thanh Hóa, là nhân viên thuộc bộ phận chuyển phát nước sôi của công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Sinh tại các khoa phòng bệnh viện Bạch Mai. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khỏe ổn định. Ca số 190 là một bệnh nhân nữ, sinh năm 1971. Ca số 191 là một bệnh nhân nữ, sinh năm 1984. Ca số 192 cũng là một bệnh nhân nữ sinh năm 1997. Ca số 193 là một bệnh nhân nữ sinh năm 1999. Tiếp theo là ca số 194 là bệnh nhân nữ sinh năm 1978. Thông tin về các ca bệnh này, Bộ Y tế sẽ cập nhật sau. Ca số 195 là một bệnh nhân nữ 41 tuổi. Ca số 196 là một bệnh nhân nữ 34 tuổi. Ca số 197 là một bệnh nhân nam 41 tuổi. Địa chỉ ở khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội. Vào ngày 12 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân có đến khám tại trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện Bạch Mai, ngày 29 tháng 3 năm 2020 được lấy mẫu xét nghiệm. Tiếp theo là ca số 198 là một người nữ 53 tuổi. Ca số 199 là một bệnh nhân nữ 57 tuổi. Ca số 200 là bệnh nhân nữ 61 tuổi. Ca số 201 là bệnh nhân nữ 23 tuổi. Ca số 202 là bệnh nhân nữ 57 tuổi. Các ca bệnh 195, 196, 198, 199, 200, 201 và 202 đều là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Sinh tại căng tin bệnh viện Bạch Mai. Hiện cả 8 trường hợp trên đều được cách ly, điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khỏe ổn định. Tiếp theo là ca số 203, là một bệnh nhân nữ quốc tịch Việt Nam, 35 tuổi, bệnh nhân đi từ Hy Lạp về trên chuyến bay TK162, số ghế 21A, có quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhập cảnh tại Việt Nam, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 17 tháng 3 năm 2020. Ngay sau khi nhập cảnh, bệnh nhân không có triệu chứng và được cách ly tại khu cách ly tập trung Trung đoàn 10, huyện Nhà Bè. Vừa rồi là tin tức trong nước, sau đây sẽ là tin tức tại Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio hôm chủ nhật ngày 29 tháng 3 đã chỉ trích nhiều hãng truyền thông Mỹ vì họ báo cáo số liệu chính thức về virus viêm phổi Vũ Hán mà chính quyền Trung Quốc công bố là sự thật. Ông nói rằng chúng ta không biết Trung Quốc thực sự có bao nhiêu ca nhiễm nhưng không nghi ngờ gì là nó cao hơn đáng kể so với những gì họ xác nhận. Ngày 29 tháng 3, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lên án gay gắt chính quyền Trung Quốc vì đã cung cấp thông tin sai lệch cho thế giới và nói rằng dịch bệnh thực tế của Trung Quốc phải cao gấp 40 lần báo cáo của chính quyền Trung Quốc. Ông đang xem xét việc có thể hủy bỏ quyết định trước đây của mình về việc cho công ty viễn thông Huawei Trung Quốc phát triển mạng 5G ở Anh. Sau đây sẽ là tin tức thế giới. Mỹ tiếp tục là nước dẫn đầu số ca nhiễm mới và tổng số ca nhiễm khi tích cực xét nghiệm. Đến nay đã tiến hành xét nghiệm cho khoảng 900.000 người. Nước này có thêm tới hơn 19.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên đến 142.793 ca. Tổng số ca tử vong hiện đang là 2.490 ca, tăng 280 ca so với ngày trước đó. Tỷ lệ tử vong đang ở mức 1,74%. Ông Trump ngày 29 tháng 3 cho biết việc giữ khoảng cách xã hội trên toàn liên bang có thể kéo dài cho đến ngày 30 tháng 4 và đó rút lại dự định mở cửa lại các hoạt động kinh tế trước lễ phục sinh ngày 12 tháng 4 năm nay. Anh hiện có tổng 19.522 ca nhiễm bệnh và 1.228 ca tử vong. Chuyên gia phân tích số liệu đã cảnh báo số người thực sự nhiễm virus viêm phổi vũ hán tại nước này có thể lên đến 1,6 triệu người, trong đó London chiếm khoảng một nửa số ca nhiễm. Phó Giám đốc Y tế của Vương quốc Anh nói rằng các biện pháp ngăn chặn sẽ được xem xét 3 tuần một lần, kéo dài đến 6 tháng. Nữ hoàng Anh Elizabeth đã xác nhận dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán vào ngày 27 tháng 3. Hiện sức khỏe của bà vẫn tốt và ổn định. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết ông sẽ tiếp tục cách ly 14 ngày để đảm bảo chắc chắn an toàn sau khi vợ ông đã bình phục. Canada hiện đang có hơn 6.320 ca nhiễm bệnh và đã ghi nhận 65 ca tử vong. Sau đây sẽ là một vài tin tức ở Đông Nam Á. Malaysia đã bắt giữ hàng trăm người không tuân thủ lệnh cách ly nhưng vẫn tiếp tục tụ tập đông người, gây cản trở các lực lượng hành pháp, cố tình trốn qua các trạm tuần tra. Những người này sẽ bị phạt tiền hoặc ngồi tù đến 6 tháng. Hiện Malaysia có tổng số ca nhiễm là 2.626 ca và 37 ca tử vong. Indonesia tiếp tục là nước có số ca tử vong cao nhất Đông Nam Á với tổng cộng 122 trường hợp, tăng 20 trường hợp so với ngày trước đó. Tổng số ca nhiễm bệnh là 1.414 ca. Các nhân viên y tế ở tuyến đầu tại Indonesia đang trong tình trạng thiếu hụt đồ bảo vệ y tế nghiêm trọng. Nhiều nơi y bác sĩ phải dùng đến áo mưa. Một nghiên cứu của Trung tâm Mô hình Toán học về bệnh truyền nhiễm tại London trước đó đã ước tính có khoảng 2% số ca nhiễm trong thực tế tại Indonesia đã được báo cáo. Thái Lan có thêm 136 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên đến 1.524 ca. Trong khi đó, Thái Lan cũng ghi nhận 2 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong nước này lên đến 9 người. Campuchia có thêm 4 trường hợp dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên đến 107 người. Hồng Kông đang lo ngại tình trạng thiếu hụt dường bệnh khi số người nhiễm viêm phổi Vũ Hán ngày một tăng. Hiện số ca nhiễm tại Hồng Kông đã lên đến 642 ca, tăng 82 ca so với ngày trước đó. Nhật Bản tiếp tục có số ca nhiễm mới tăng cao với 173 ca nhiễm trong vòng 24 giờ qua, tăng tổng số ca lên 1.866 ca. Trong đó, thủ đô Tokyo bị ảnh hưởng nặng nhất với khoảng 500 ca nhiễm. Nhật Bản hiện có tổng 54 ca tử vong. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cảnh báo rằng đất nước có thể chứng kiến cảnh các bệnh viện quá tải và số người chết tăng vọt nếu sự lây lan của virus không được kiểm soát, trong bối cảnh hàng nghìn người vẫn đổ ra đường đi ngắm hoa anh đào. Tại Ấn Độ, đất nước có 1,3 tỷ dân, phong tỏa đã làm dấy lên một vấn đề mới, đó là nạn đói và cướp bóc khi hàng triệu người là công nhân lao động ở nông thôn mất việc làm. Hiện Ấn Độ có tổng số ca nhiễm bệnh là 1.071 ca và tổng số ca tử vong là 29 ca. Trên trang web đài truyền hình quốc gia Iceland thông báo rằng công ty sinh học dược phẩm Decode Genetic trong nước đã tiến hành nghiên cứu bệnh nhân nhiễm viêm phổi vũ hán một vài ngày trước và bất ngờ phát hiện ra hai loại virus trong cơ thể một bệnh nhân. Một trong số hai loại virus đó đã đột biến. Bệnh nhân này có khả năng là trường hợp nhiễm virus kép đầu tiên trên thế giới. Các nghiên cứu chỉ ra rằng virus đột biến có khả năng lây nhiễm và gây chết người cao hơn so với virus gốc. Hàn Quốc có thêm 78 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên đến 9.661 người, trong đó có 158 ca tử vong. Chính phủ Hàn Quốc sẽ siết chặt kiểm dịch bắt buộc trong 2 tuần đối với tất cả những người nhập cảnh từ nước ngoài. Tất cả những người đến Hàn Quốc, dù từ bất kể quốc gia nào, đều được cách ly yêu cầu 14 ngày. Vào ngày 29 tháng 3, Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố sẽ xem xét hỗ trợ tiền mặt khẩn cấp cho 10 triệu gia đình có thu nhập thấp để giảm tác động của đại dịch này lên kinh tế. Tiếp theo sẽ là phần tin tổng hợp trong ngày. Trước tiên chúng ta sẽ cùng đến với phần tin tổng hợp tại Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận thêm 15 ca nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán mới, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên đến 203 người, trong đó 55 người đã được chữa khỏi và xuất viện. Sau đây sẽ là phần tin tổng hợp trên thế giới. Thế giới 24 giờ qua có thêm hơn 58.000 ca nhiễm mới và ít nhất 3.095 ca tử vong mới. Hai chỉ số này đều giảm nhẹ so với ngày trước đó. Tỷ lệ tử vong trung bình tăng lên 4,7%. Tiếp theo sẽ là phần số liệu tổng hợp theo nguồn Worldometer. Tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới lúc này là 737.129 ca, số ca tử vong là 34.959 ca, số ca hồi phục là 156.263 ca. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hãy bảo vệ chính bạn và những người xung quanh bằng cách ở nhà, hạn chế tụ tập đông người, thường xuyên rửa tay và đeo khẩu trang khi ra ngoài. Vừa rồi là bản tin của hành trình tương lai ngày hôm nay. Theo chúng tôi được biết, có một cách để chúng ta có thể nâng cao sức đề kháng và tăng cường miễn dịch, đó chính là luyện tập khí công tại nhà. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những tin tức hữu ích. Để lại suy nghĩ của bạn ở phần bình luận để chúng tôi hoàn thiện hơn. Lời cuối thay mặt cho ban biên tập hành trình tương lai kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị và bản tin ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.